chất mà rẻ, hay người ta còn gọi là ngon bổ rẻ. Chào hè 2021, hàng loạt áo phông One Piece anime đã lên sàn với đủ các mẫu và chất liệu khác nhau, tao hồ cho anh em lựa chọn. Link thì mình để ở dưới mục mô tả nhé. Top 10 tuyệt kỹ mạnh nhất của Luffy sau time skip. Hello, chào mừng 500 anh em bạn tập xăm soi đã quay trở lại với kênh của mình. At Marineford kết thúc, Luffy chỉ còn lại duy nhất có cái nịt theo đúng nghĩa đen. Xuyên suốt 2 năm, cậu đâm đầu vào tập luyện điên cuồng, mong muốn là không để bất cứ ai phải rời sang mình thêm một lần nào nữa. Với sự chỉ dạy tận tình của sư phụ Jayli và ý chí bất khuất của bản thân, Luffy comeback cùng với diện mạo hoàn toàn mới mẻ, hiện đại và trẻ trung hơn. Không những là thay đổi về ngoại hình, sức mạnh của Kulu thì cũng tăng tiến hết sức vượt bậc, làm chủ 3 loại Haki, dễ dàng đánh bại PX5 với một cú đấm duy nhất, hạ gục lần lượt những tên hải tặc cộm cán ở đại trình. Đến tân thế giới, năng lực của cậu thì càng được chứng tỏ nhiều hơn với danh hiệu ngũ hoàng mà liều báo Morgan đã trao tặng. Trong số những trận chiến cậu có mặt, Luffy thì luôn để lại rất nhiều ấn tượng với hàng loạt chiêu thức mang thương hiệu của riêng mình. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những kỹ năng mới toanh được cậu trình làng tính từ thời điểm là lần đầu tiên bước tới New World cho đến Aquano này nhé. Chắc chắn thì sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Ok, và ngay bây giờ, hãy cùng xăm soi đến ngay với top 10 tuyệt kỹ mạnh nhất của Luffy sau time skip. Một, Red Hat. Red Hat là kỹ năng cậu dùng để tưởng nhớ người anh trai quá cố của mình, A. Bằng cách kết hợp Gear 2 với Haki vũ trang, cậu thì có thể tạo ra một vụ nổ với sức sát thương khá đáng nể. Đặc biệt khi cậu sử dụng kỹ năng này, xung quanh cánh tay xuất hiện ngọn lửa hừng hực do ma sát mạnh với không khí. Hình ảnh ấy thì làm gợi nhớ lại chiêu thức hỏa quyền chứ danh của A ngày xưa. Lần đầu tiên cậu trình diễn nó là ở trận đánh với Horizon tại đảo Người Cá. Nó thì khiến cho tên cầm đầu bọn phản nước phải học máu và ôm hận khi bán chọn cú đấm lửa từ thuyền trưởng Mũ Rơm. Trong chapter 877, sức công phá của Red Hat đủ mạnh để phá vỡ bức tường kẹo mà Pero Pero tạo nên với sức nóng kinh hoàng. Một điều đặc biệt nữa là chiêu thức này trong tiếng Nhật thì có phát âm khá giống với từ hỏa quyền. Đến hiện tại, không dưới 4 lần cậu sử dụng kỹ năng này trong chiến đấu và lần nào thì cũng mang lại cảm giác thích thú cho người xem bởi hình ảnh ngọn lửa bốc cháy vô cùng đẹp mắt. 2. Kong Gun. Ở Dressrosa, Luffy phải đối đầu với tên hải tặc cực kỳ cứng cựa là Doflamingo, một trong thất vũ hải mạnh nhất. Hắn ta sở hữu cả 3 loại Haki và có khả năng điều khiển trái quỷ vô cùng thành thạo. Gear 2 cùng với Gear 3 gần như là không có tác dụng với thiên dạ xoa. Theo Luffy, Gear 2 mặc dù nhanh nhưng lại quá yếu, còn Gear 3 thì có sức công phá nhưng lại quá dễ để né tránh. Chỉ khi Luffy bật trạng thái mới, học được ở đảo Rusukaina thì trận chiến mới chính thức bắt đầu. Cậu ta thổi không khí cực mạnh vào cơ bắp. Điều khác biệt nằm ở chỗ, đây là Haki vũ trang bọc quanh cơ thể, khiến cơ thể trở nên to và rắn chắc hơn. Qua đó thì Gear 4 là sự kết hợp giữa tốc độ ở số 2 và sức mạnh ở số 3 lại là 1. Một phiên bản nâng cấp vô cùng mạnh mẽ của Kulu. Hoa văn của trái Gomu Gomu cũng vì thế mà trở nên rõ nét hơn. Ngay khi mà trình diễn hình dạng mới, Luffy lập tức nén cú đấm của mình lại như một cái lò xo và bật ra với tốc độ nhanh đến nỗi là cả Đô Phi thì cũng không thể theo kịp. Chiêu thức này được đặt tên theo Kong Gun thông qua quá trình luyện tập với con khỉ đột trên đảo Rusukaina. Nó mạnh đến nỗi làm cho Joker trước đó không hề gì đã phải bị đánh văng ra một khoảng cách cực xa. Lần đầu tiên trong trận đấu, Thiên Dạ Xoa đã phải đắn đo trước sức mạnh thực sự của cậu nhóc mũ rơm. 3. Zed Kuverin. Phát hiện thấy đối thủ bất ngờ được tăng sức mạnh đột ngột, với kinh nghiệm của mình, Doflamingo thừa biết chỉ cần ăn thêm một vài cú không cua nữa là đi thăm ông bà sớm và không cần phải mua vé xe. Hắn ta vừa đánh vừa phải để ý cú đấm của Luffy, làm cho cậu nhóc mũ rơm khá khó chịu. Lúc này một biến thể mới của Bowman xuất hiện, Snake Man, dựa trên những lần cậu bị con rắn ở Rusukaina cho ngậm hành. Với trạng thái này, Luffy trở nên thon gọn đi đáng kể, bù lại thì cơ thể tăng mạnh về mức độ linh hoạt. Cậu thì còn có thể di chuyển với tốc độ cực cao, gần như là biến mất ngay trước mặt Joker. Trong hình dạng người rắn, chiêu thức Kuverin được xem là mạnh nhất với khả năng co giãn vô tận. Đến cả Luffy còn phải tự hỏi là giới hạn thực sự của Luffy có thể làm được là bao xa. Không chỉ tốc độ, quỹ đạo hướng đi của cú đấm thì cũng vô cùng khó lường. Hắn ta thì không thể đoán trước được hướng đi tiếp theo của nó. Và chính vì thế mà Thiên Dạ Xoa nhiều lần đã bị Kuverin đánh trúng, mặc dù thì đã ra sức tránh né.
Trong trận chiến với Katakuri, Luffy cũng đã từng Covering như một vũ khí bí mật. Mặc dù thì không đánh trúng được với Kata với haki quan sát cấp cao, nhưng tư lệnh ngọt số 1 nhà Charlotte đã dành lời khen cho tốc độ mà mũ rơm có thể đạt được. Nó thực sự rất đáng kinh ngạc. 4. King Kong Gun. Nếu Luffy với trạng thái thức tỉnh trái quỷ vẫn có thể kháng cự lại quả Kong Gun của Luffy, thì chiêu thức sau đây khiến cho thuyền trưởng băng tặc Don Quixote phải ôm hận. Một phiên bản nâng cấp sức mạnh của Kong Gun, King Kong Gun, với độ nén và kích cỡ của khẩu súng to gấp nhiều lần so với cú bắn trước đó. Mặc dù thì đã dùng màng tơ thức tỉnh để làm bức tường phòng ngự, Luffy thì vẫn không đủ sức để chống cự lại sức công phá hủy diệt của King Kong Gun. Cú đấm của Luffy thì phá vỡ lớp phòng ngự được xem là kiên cố nhất của Hồng Hạc và đấm trực diện vào mặt hắn. Nhận toàn bộ sát thương, Luffy bị đánh bật xuống tận tầng hầm bí mật và cặp kính yêu quý thì cũng vì thế mà vỡ nát. Một trận thua tâm phục khẩu phục trước sức mạnh của tuổi trẻ. Mãi khi mà bị giam cầm trong ngục, nỗi ám ảnh về đòn kết liễu của Luffy thì vẫn cứ ám ảnh trong đầu của Doflamingo. 5. Cannonball. Rời Dressrosa, tiến đến đảo Dâu và biết được sự tình về Sanji, Luffy cùng với một số đồng đội thì quyết định là thâm nhập Totoland nhằm mang anh đầu bếp trở về. Bị lạc trong khu rừng Mekong, Luffy và Nami đã phải đương đầu với một trong ba tư lệnh ngọt sừng sỏ nhà Big Mom, thiên thủ Cracker. Đây là một kẻ sử dụng haki vũ trang cực mạnh, được Luffy miêu tả là có sắc màu vũ trang mạnh và cứng nhất từ trước tới nay mà cậu ta đã từng đối đầu. Chỉ với nhân bánh quy, mũ rơm đã phải rất chật vật bật cả Gear 4 mới có thể đánh vỡ được nó. Nhưng vẫn vô nghĩa khi mà Cracker có thể dễ dàng tạo ra hàng trăm nghìn hình nhân khác chỉ bằng động tác vỗ tay. May thay thì nhờ có Nami cùng với bộ óc tinh tường, cô thì đã phát hiện ra bí mật điểm yếu của các hình nhân là chất lỏng. Nhờ có những cơn mưa mà Nami tạo ra, những con rối trong tay Cracker đã dần trở nên vô dụng. Để giải quyết hết số bánh quy này, Luffy thì có quyết định đi vào lòng người khi mà cậu cho hết tất cả chúng vào bụng. Cứ xuất hiện bao nhiêu thì mùa rơm lại ăn hết bấy nhiêu. Lúc này hình dạng phòng thủ mạnh nhất của Kulu được trình làng với cái tên là Tank Man, một biến thể nữa của Gear 4. Nhìn như một quả bóng khổng lồ, căng phòng và dễ vỡ, nhưng mà không thể nào Cracker đâm thủng được bởi haki bọc bên ngoài kết hợp với đặc tính đàn hồi của cao su và quá khó cho việc công kích. Cuối cùng thì cậu dùng chiêu Cannonball bắn Cracker bay tít cả chục cây số. Và đây thì cũng là đòn quyết định hạ tên tư lệnh ngọt số 3 nhà Charlotte. 6. Red Rock. Sau khi ăn một chùy lôi bát quái ở Kinh Đô, Luffy sắp mặt và bị đội quân bách thú tống giam vào nhà tù Udon. Thời tới thì cản không kịp. Tại đây cậu gặp được ông trùm Hyogo Hoa Lệ, người là một trong hai kẻ cùng với Oden mà Kaido ngán mặt nhất ở Wano. Ông trùm Yakuza cắt nghĩa cho Luffy biết thế nào mới là cách vận dụng haki hiệu quả. Theo lời Hyogoro, haki cần được chảy một cách tự nhiên trong cơ thể và chỉ cần tập trung vào một điểm khi mà cần thiết. Như vậy thì mới không bị lãng phí. Bằng cách đó thì đòn tấn công từ đòn đấm sẽ cực kỳ thốn với tác dụng là phá vỡ cấu trúc từ bên trong. Sau nhiều lần luyện tập, cuối cùng mũ rơm cũng nhận ra được chân lý và hiểu được một phần nào đó lời giảng dạy của ông trùm. Trong lúc nguy cấp, Lù bộc phát Ryuo phá vỡ chiếc vòng cổ của cả hai trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ryuo hay haki vũ trang cấp cao là tiền đề cực tốt để cậu có thể tự tin đứng trước mặt tứ hoàng bách thú ở chapter 1000. Lần đầu tiên gặp lại nhau sau khi bị đánh gục, Luffy lập tức lao vào và tung chiêu Red Rock đấm cho Kaido ngã nhào xuống đất. Ít ai biết là không bao lâu trước đây, các chiêu thức cũ của trạng thái Gear 4 của Luffy chỉ đủ để gãi ngứa cho Kaido tỉnh rượu mà thôi. Ấy thế mà chỉ cần bật mỗi Gear Third, Kulu với kỹ năng mới này đã có thể gây sát thương lên người sinh vật mạnh nhất hành tinh. Lần thứ hai nhìn thấy cậu nhóc sử dụng Red Rock, Kaido thì cố gắng né nó đi vì thừa biết bản chất của nó thì thốn tới mức nào. Đây là một trong những tuyệt kỹ làm nên thương hiệu mà Luffy đã từng sử dụng và để lại tiếng tăm vang dội trong trận đánh trên nóc lâu đài. 7. Kong Rifle. Kong Rifle là phiên bản nâng cấp của chiêu thức cũ mang tên là Rifle, cậu dành riêng để đối đầu với tứ hoàng bách thú. Nếu trước đây chỉ cần xoắn tay cực mạnh kéo dài từ phía xa như một quả rocket thì sát thương gây ra đã là một nỗi khiếp sợ. Thì giờ đây với trạng thái Gear 4 cùng với cơ thể bọc haki, đòn xoắn của Luffy trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều lần với khẩu pháo hạng nặng Kong Gun được trang bị ngay phía sau. Khi chạm vào dòng thần Kaido, nó thì không khác gì một vụ nổ với cú phản lực gần như là không thể cản phá. Nó khiến tứ hoàng bách thú bị đánh bật ra phía sau trước khi mà các siêu thần tinh thừa cơ hội mà mũ rơm đã tạo ra để lao vào và thay phiên nhau thi hành xác ông già.
8. Rhino Snyder. Tiếp tục là một phiên bản nâng cấp khác, Rhino Snyder. Cậu ta từng dùng nó để đạp thẳng vào mặt Dofi ở Terosa. Bằng cách nén hai chân tới mức tối đa, khi mà tung cước, lực nó bắn ra giống hệt cú đẩy của một quả tên lửa. Đây thì là những gì mà Luffy đã tích góp được khi mà luyện tập cùng với con tê giác hung hăng trong 2 năm time skip. Cú đạp thì khiến cho Joker sệ một bên má và bắt đầu có cái nhìn khác về thằng nhóc mũ rơm. Trong trận chiến cuối cùng ở Wano, khi đã học được Ryo, chiêu thức Rhino Snyder càng trở nên đáng sợ hơn. Cậu đạp cho vỡ mồm tứ hoàng bách thú, chặn đứng đòn Vorobidit mà ông ta đã chuẩn bị hướng về các người huynh đệ. Cú Sophie này đã để lại một vết xước đáng kể ở bên dưới hàm của Kaido, khiến cho ông ta thực sự bị nhói và trở nên nghiêm túc hơn. 9. Công Gatling. Cũng trong đợt tấn công liên hoàn ở chapter 1002, chiêu thức được xem là mạnh nhất trong chương này mang tên là Công Gatling. Nếu Công Gun với mỗi đòn đơn lẻ đã cực kỳ thốn, thì Công Gatling lại mang sức sát thương dai dẳng với hàng trăm cú đấm liên tục về phía kẻ thù. Ở đảo người cá, Luffy đã từng dùng Elephant Gatling đấm vỡ một phần cấu trúc con tàu huyền thoại Noah, và phiên bản nâng cấp liên hoàn của Công với Haki vũ trang cấp cao, tự hỏi thì có mấy ai mà chịu được nổi. Hàng loạt đòn tấn công hướng về phía Kaido ở dạng rồng khiến ông ta thì gần như là đứng im chịu trận. Một phần là do Kaido thì thực sự muốn thế để cảm nhận sức mạnh của bọn thời đại mới thì tới mức nào. Và sau khi ăn hành ngập mặt, tứ hoàng bách thú nhận ra một điều là đừng bao giờ khinh thường bọn trẻ trâu. Chúng thì chả biết sợ cái méo gì đâu. Sau khi mà kết thúc chiêu thức, một bên mắt của Kaido thì dường như là có dấu hiệu bị thâm đen bởi sức sát thương mãnh liệt mà Công Gatling đã gây ra. 10. Cú đấm đế vương. Những chiêu thức nêu trên mạnh mẽ thật đấy, nhưng đây mới thực sự là tuyệt kỹ tối thượng mà Luffy đã từng sử dụng tính đến thời điểm hiện tại. Cậu ta trước khi mà ăn cú trùy thứ hai của Kaido đã kịp thời quan sát thấy ông ta sử dụng Haki Bá Vương vào đòn đánh. Bất chợt, Luffy nhớ lại lời Hyokoro dặn dò và ngộ ra sức mạnh thực sự của Haki. Nếu Ryo có thể bọc quanh người để tăng sức phòng thủ và tấn công, thì Haki Bá Vương cũng có thể làm được điều tương tự. Nhờ có Kaido, người thầy bất đắc dĩ, giờ đây đẳng cấp của thuyền trưởng Búa Rơm thì rất gần với vị trí tứ hoàng. Cùng trình độ là hai từ không thể điêu ngoa khi mà nói về sức mạnh của Luffy ở thời điểm hiện tại. Giống như Kaido với Big Mom, Roger với dâu trắng, Luffy thì có thể đánh trúng tứ hoàng bách thú mà họ còn chưa chạm vào nhau. Điều gần như thì chỉ có đẳng cấp tứ hoàng trở lên thì mới làm được. Cú đấm bọc Ryo kết hợp với Haki Bá Vương đã khiến cho Kaido lần đầu tiên đã phải gục ngã trong trận chiến này. Qua đó thì mũ rơm càng tự tin hơn vào việc là có thể một mình cân được lão già gân. Cậu ta thì tuyên bố với Law cứ để mọi việc lại cho mình, hứa sẽ đá tung đít tứ hoàng bách thú bằng bất cứ giá nào. Chắc chắn thì đây vẫn chưa phải là tuyệt kỹ mạnh nhất mà Kulu nhà ta. Và sắp tới đây, trận solo giữa hai bậc đế vương mới là show diễn cuối cùng và đáng mong chờ nhất. Ok, và trên đây là top 10 tuyệt kỹ mạnh nhất của Luffy sau time skip. Anh em thì thích nhất với chiêu thức nào, hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhá. Và đừng quên là luôn ủng hộ cho bản tạc xăm soi bằng cách ấn nhẹ một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại ở clip ngày mai. Bye bye. Đã, すぐ追いかけるぞ。そういや、俺も言ってなかったな。よし、行こう!